Những câu ca dao hài hước và những câu chuyện ngắn mang đầy ý nghĩa nhân văn, đó là nội dung mà mình muốn mang đến chia sẻ với quý vị trong ngày hôm nay. Bốn câu chuyện ngắn sau đây, mời cùng nghe và cùng suy ngẫm nhé! Câu chuyện thứ nhất, một con gà con ngây thơ hỏi mẹ: Mẹ ơi, hôm nay mẹ đừng đẻ trứng nữa mà dắt con đi chơi được không mẹ? Gà mẹ trả lời: Không được, hôm nay mẹ phải tiếp tục đẻ trứng. Gà con khó chịu dùng rằng: Nhưng bao nhiêu ngày nay mẹ đã đẻ thật nhiều trứng rồi mà. Gà mái mẹ trả lời đầy ẩn ý với gà con: Mỗi ngày một quả trứng, sao phay chỉ đặt cạnh. Một tháng không đẻ trứng thì chỉ có nước vào nồi. Bài học rút ra: Bạn tồn tại vì bạn còn tạo ra giá trị. Đến một ngày, khi mất đi giá trị của mình, bạn sẽ bị đào thải khỏi cuộc chơi. Đó là quy luật tất yếu, có cho thì mới có nhận. Khi bạn đã không thể cung ứng giá trị, đừng mong nhận lại bất cứ thứ gì. Câu chuyện thứ hai, một công nhân ngồi oán thán với bạn của mình rằng: Việc là của chúng ta làm, người được biểu dương lại là tổ trưởng, thành quả cuối cùng thì biến thành của giám đốc, thật không công bằng. Anh bạn mỉm cười nói rằng: Đồng hồ của cậu nhìn xem có phải là cậu sẽ nhìn kim giờ đầu tiên, sau đó đến kim phút, còn kim giây chuyển động nhiều nhất, cậu lại chẳng thèm ngó ngàng. Bài học rút ra trong cuộc sống: Thường ngày bạn cảm thấy không công bằng thì phải nỗ lực làm người đi đầu, oán trách thì vô dụng. Câu chuyện tiếp theo, có một đoàn người đi giữa sa mạc, ai cũng lê từng bước nặng nề, khổ sở, mặt mũi cau có, duy chỉ có một người bước đi nhẹ nhàng, nét mặt vui vẻ, đối lập với những người cùng đi. Mọi người nhìn thấy vậy thì rất tò mò, nên hỏi: Sao anh có thể thoải mái thế? Người kia cười đáp: Vì tôi mang theo ít đồ nhất. Bài học rút ra: Bí quyết hạnh phúc thực ra rất đơn giản, là hãy buông bỏ những điều cần buông. Càng nhiều sự lựa chọn thì càng ít hạnh phúc. Câu chuyện thứ tư, trong sân chùa có hai vị sư ngồi nói chuyện với nhau. Sư già mới hỏi sư trẻ rằng: Nếu tiến một bước là tử, lùi một bước là vong, vậy con quyết định tiến hay lùi? Vị sư trẻ không chút do dự liền đáp: Con sẽ bước sang bên cạnh ạ. Bài học rút ra: Khi gặp tình huống khó xử, hãy thử hướng suy nghĩ của mình theo một góc nhìn khác. Khi đó bạn sẽ hiểu ra rằng bên cạnh đường vẫn còn có lối. Mỗi ngã rẽ khác nhau sẽ dẫn tới một hay nhiều kết quả khác nhau. Vì vậy, không nên tự bó buộc bản thân mình vào những viễn cảnh mà bạn có thể thấy trước mắt. Còn bạn, bạn nghĩ sao về bốn câu chuyện trên khi liên tưởng tới cuộc đời của bạn? Sau đây là những câu ca dao tục ngữ nghe ngẫm và rút ra bài học. Con gái hư, ông sư cũng ghẹo, không ưa cống gà cống nghề, thương thầy chúng mõ mà nghe điệu đàn. Đêm nằm nghe vạc trở canh, nghe sư gõ mõ, nghe anh dỗ nàng. Chim khôn bớt lông, người khôn bớt lời. Chim khôn tiếc lông, người khôn tiếc lời. Chim khôn vì tiếng, người khôn vì lời. Giỏi bầy hơn khôn độc. Ý nói, làm việc phải có tập thể. Dại làm cột con, khôn làm cột cái. Chim khôn chẳng phụ cây tàn, chim khôn gìn giữ bộ lông, người khôn khi nói cũng không ngậm lời.
Chim khôn ăn mận ăn đào, gái khôn ăn nói ngọt ngào dễ nghe. Chim khôn lánh bẫy lánh giò, người khôn lánh chỗ hồ đồ mới khôn. Chim ngu ăn khế ăn me, gái ngu mở miệng chua lè mắm tôm. Chim khôn chưa bắt đã bay, người khôn chưa nắm cổ tay đã cười. Chim khôn chưa bắt đã bay, người khôn chưa nói đã giang tay đỡ lời. Tôi nghèo tôi mới ngu si, tôi giàu tôi có thua gì vĩ nhân. Bởi nghèo chịu chữ ngu si, phải chi có của lựa gì thua ai. Giàu thì nói một khôn mười, khó thì nói chẳng được lời nào khôn. Dạy nhà khôn chợ mới ngoan, khôn nhà dạy chợ thế gian chê cười. Chồng khôn vợ đặng đi dày, vợ khôn chồng đặng có ngày làm quan. Anh khôn mà lấy vợ đần, lấy ai đưa đón khách gần khách xa. Anh khôn nhưng vợ anh đành, lấy ai lo liệu xa gần cho anh. Nước đường mà đựng chậu thau, cái mâm chứ trĩa đựng rau thài lài. Tiếc thay da trắng tóc dài, bác mẹ gã bán cho người đần ngu. Rồng vàng tắm nước ao tù, người khôn ở với người ngu cũng đần. Vận qua thì vàng hóa sắt, thời đến thì sắt hóa vàng. Rồng xuống chỗ cạn thì tôm đùa bỡn, hổ xuống đồng bằng thì bị chó khinh. Mèo con đắc ý oai hơn hổ, phượng hoàng rụng lông chẳng bằng gà. Anh hùng mà gặp lúc thời vận xấu, đừng nên than trách. Các cụ có câu, sông có lúc, người có khúc. Lại có câu, ăn theo thuở, ở theo thời. Làm người khi mình bước vào đường cùng, thì trời xuân ta xuân, trời hạ ta hạ, và cứ theo thời mà làm. Tu tâm dưỡng tính, chờ ngày thành công.